Don't stop. Audio Jungle. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của mình. Gần đây, trên một số diễn đàn về xe máy, xôn xao thông tin Honda đang dục dịch chuẩn bị cho ra mắt mẫu xe E-Blade mới với dung tích 150 phân khối. Hiện tại cũng đã có rất nhiều những hình ảnh về chiếc xe này. Tuy nhiên mọi thông tin vẫn đang được giữ rất là kín vì hãng Honda thường cho ra mắt các phiên bản mới rất bất ngờ, giống như chiếc xe Honda Vision 2019. Tuy nhiên có căn cứ để hãng Honda cho ra mắt E-Blade 150 phân khối. Mới đây nhất, trong phiếu thăm dò ý kiến khách hàng, Honda Việt Nam bất ngờ để lộ thông tin khá thú vị về sự xuất hiện của E-Blade 150 phân khối trong mẫu lấy ý kiến khách hàng với câu hỏi: quý vị muốn xe E-Blade có thêm những trang bị và màu sắc nào không? Trong phần trả lời tại ô số 3, như ảnh trên màn hình các bạn theo dõi, có đáp án là động cơ 150 phân khối. Điều này cho thấy Honda có thể sẽ nâng cấp động cơ cho E-Blade lên 150 phân khối trong năm nay. Theo đó, nếu như Honda ra mắt mẫu xe tay ga E-Blade 150 phân khối, đây sẽ được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Yamaha NVX 155 phân khối, mẫu xe vừa được trình làng cách đây không lâu. Ngay sau khi xuất hiện, thông tin về mẫu xe E-Blade 150 phân khối có thể được ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2019, lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng cư dân mạng, đặc biệt là những bạn đang có ý định mua chiếc xe này, muốn hóng xem ở bản 2019 có gì mới để mua về. Nhiều bạn để lại nhận xét cho mình như bạn Quang Nguyễn: nhanh ra mắt 150 để cạnh tranh với NVX nhé Honda, nếu đã lên dung tích thì cũng trang bị thêm phanh ABS nữa. Còn bạn Tuân Phạm thì bình luận: mình đang có ý định đổi đời xe máy, nghe tin này thấy háo hức quá, thôi chờ thêm vài tháng nữa Honda ra mắt sẽ sắm em này về ngay. Và rất nhiều các bình luận muốn hóng xem chiếc Honda E-Blade 150 phân khối ra mắt vào thời gian sắp tới. Tại thị trường xe máy Việt Nam, phân khúc xe tay ga Yamaha luôn bị cạnh tranh bởi dòng E-Blade của Honda, đặc biệt là mẫu Novo, từng bị Yamaha khai tử vào năm 2016 để tung ra NVX 155 nhằm níu chân khách hàng. Tuy nhiên, theo mình thấy, số lượng NVX bán ra thường rất ít bởi chiếc xe này chỉ phù hợp với nam giới, chứ không trung tính cho cả nam và nữ như chiếc xe Honda Blade và chưa phù hợp với vóc dáng của người Việt Nam. Thường phải người cao to thì đi chiếc xe này mới hợp. Nếu thông tin Honda Việt Nam ra mắt mẫu xe E-Blade 150 phân khối là xác thực, thì đây sẽ được xem là đối thủ cạnh tranh đáng gờm với Yamaha NVX 155 trong thời gian sắp tới. Mình nghĩ Honda E-Blade đời mới về cơ bản vẫn được thiết kế như phiên bản 2018, tuy nhiên sẽ góc cạnh và cứng cáp hơn. Honda E-Blade sẽ được áp dụng công nghệ chế tạo mới, khung xe bằng vật liệu nhẹ hơn, trong khi vẫn đảm bảo độ cứng chắc để phù hợp với một động cơ cao là 150 phân khối. Giá xe Honda E-Blade 150 phân khối theo mình suy đoán sẽ xấp xỉ là 50 triệu đồng để đối đầu với đối thủ là Yamaha NVX 155. Tất nhiên, chúng ta cũng vẫn phải chờ đợi trong thời gian tới vì đây cũng chỉ là sự đồn thổi trên mạng thông tin truyền thông và chưa có thông tin chính thức nào từ phía hãng xe Honda Việt Nam. Nhưng mình vẫn tin tưởng Honda Việt Nam sẽ phải làm gì đó để thay đổi chiếc xe đã làm nên thương hiệu của mình và đáp lại niềm tin yêu của người tiêu dùng Việt, giống như phiên bản Honda Vision 2019 mới đã được trang bị chìa khóa thông minh Smart Key đúng như mong đợi của mọi người. Mình sẽ tiếp tục cập nhật để gửi tới các bạn những thông tin mới nhất về chiếc xe này. Các bạn nhớ nhấn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Để các bạn tiện theo dõi và lựa chọn cho mình chiếc xe Honda E-Blade phiên bản 2018, mình sẽ cập nhật về giá mới nhất của chiếc xe này như sau. Xe Honda E-Blade hiện có 4 phiên bản và khá nhiều các màu sắc tại đại lý, các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Giá xe Honda E-Blade 2018 bản thể thao không có chìa khóa thông minh Smart Key gồm các màu bạc đen, trắng đen, xanh đen, đỏ đen có giá bán hiện tại là 40.500.000 đồng. Honda E-Blade 2018 bản cao cấp có chìa khóa thông minh Smart Key gồm các màu đen bạc, bạc đen, xanh bạc đen, đỏ bạc đen có giá bán hiện tại là 42.900.000 đồng. Honda E-Blade 2018 bản sơn tự tính có chìa khóa thông minh Smart Key gồm hai màu xám đen, vàng đồng đen có giá bán hiện tại đại lý chưa bao gồm đăng ký là 43.900.000 đồng. Và cuối cùng là Honda E-Blade 2018 bản kỷ niệm 10 năm có chìa khóa thông minh Smart Key màu đen đỏ có giá bán cao nhất hiện tại là 45.900.000 đồng.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.
stop.